thì có rất nhiều bạn comment là chị Lu hãy quay clip gấp thú lại cũng như là chia sẻ bí kíp mà chị Lu có thể gấp thú được, cho nên là hôm nay Lu sẽ dẫn các bạn đến Pick Me, cái nơi mà Lu gấp thú ruột luôn á, tức là mỗi lần buồn là Lu sẽ đến đây gấp thú. Bây giờ mình sẽ đi vô trong và Lu sẽ chỉ cho các bạn bí kíp gấp thú của Lu. Let's go. Đầu tư kinh doanh khu vui chơi trẻ em thu hồi vốn sau 2 tháng. Có thể thấy những năm gần đây nhu cầu vui chơi, trải nghiệm và tự thưởng bản thân đang dần thay đổi và chú trọng hơn. Chính vì thế ngày càng nhiều những trung tâm giải trí, khu vui chơi mọc lên để đáp ứng nhu cầu. Nếu bạn là nhà đầu tư muốn kinh doanh khu vui chơi trẻ em đừng bỏ qua bài viết này. Có nên kinh doanh khu vui chơi? Chia sẻ thật. Khi bắt đầu kinh doanh khu vui chơi ắt hẳn các nhà đầu tư sẽ có nhiều trăn trở, lo lắng không biết bắt đầu từ đâu, kinh doanh thế nào, và hàng vạn câu hỏi đặt ra không tìm thấy câu trả lời. Nhưng qua nhiều năm kinh nghiệm, có dịp gặp gỡ nhiều nhà đầu tư mới khởi nghiệp, chúng tôi đúc kết những kinh nghiệm đó và chia sẻ qua bài viết dưới đây. Câu chuyện có thật khi kinh doanh khu vui chơi tại khu vui chơi Ocean Blue, thành phố Vinh, Nghệ An. Tổng chi phí đầu tư hơn 900 triệu tập trung vào nhà liên hoàn, mặt bằng có sẵn. Các chi phí ban đầu cần có: chi phí tiền điện, nước khoảng khi kinh doanh khu vui chơi khoảng 1 triệu 500 ngàn đồng trên tháng. Chi phí cho 4 nhân viên làm việc theo ca khoảng 8 triệu 500 ngàn đồng trên tháng. Chiến dịch giới thiệu quảng cáo 3 tháng đầu khoảng 3 triệu đồng trên tháng. Giá vé cho mỗi bé ngày thường là 50 ngàn đồng. Ngày thường trung bình từ 200 đến 300 khách, lợi nhuận thu về khoảng 275 triệu đồng trên tháng. Thứ bảy, chủ nhật là 70.000 đồng vé. Lượng khách trung bình 2 ngày này từ 400 đến 600 khách, đem lại khoảng 200 triệu đồng trên tháng. Các dịch vụ đi kèm gồm đồ ăn, thức uống khoảng 20 triệu đồng trên tháng. Bạn cũng có thể thấy được khi kinh doanh khu vui chơi, chủ đầu tư đã thu hồi hơn phân nửa số vốn đầu tư ở tháng đầu tiên. Sau 2 tháng đã thu hồi đủ số vốn và còn mang lại hơn 60 triệu đồng lợi nhuận. Những tính toán ban đầu giúp bạn nhận thấy có nên bắt tay đầu tư khu vui chơi hay không. Nếu muốn tiếp tục bài viết nhé. 6 bước xây dựng khu vui chơi thành công. Vậy làm sao để có thể mở một khu vui chơi trẻ em thành công như thế? Bài viết dưới đây có thể giúp bạn thực hiện điều đó một cách dễ dàng hơn với 6 bước cơ bản sau đây. 1. Mặt bằng. Bạn biết đấy,
Không chỉ kinh doanh khu vui chơi mà hầu hết các loại hình kinh doanh khác đều chú trọng vấn đề này. Trong kinh doanh khu vui chơi trẻ em, mặt bằng có thể nói là yếu tố đầu tiên và cũng là yếu tố quan trọng nhất quyết định hiệu quả kinh doanh. Mọi người thường lầm tưởng kinh doanh khu vui chơi chỉ cần nằm ở các khu dân cư đông đúc gần các trường tiểu học, mầm non là tiên quyết. Điều này hoàn toàn đúng nhưng còn nhiều yếu tố khác nữa để tạo thành công. Lời khuyên chân thành là bạn không nên thuê mặt bằng để đầu tư với giá thuê cao ngất vì một khu vui chơi rất dễ dàng nâng cấp và mở rộng. Không cần thiết phải gần ngã ba, ngã bốn chỉ cần nằm ở nơi có đường rộng thoáng nhiều người qua lại. Đặc biệt nó phải dễ dàng được nhìn thấy. Dưới đây là một ví dụ điển hình. Những năm mới vào nghề, Hồng Loan Game Center có dịp hợp tác với một chủ đầu tư là chủ của một trường mầm non. Vị khách ấy nghĩ việc đưa mô hình khu vui chơi kết hợp với chính trường học của mình sẽ vô cùng hiệu quả. Khu vui chơi được đặt trên tầng cao nhất của trường mầm non, chi phí đầu tư gần 2 tỷ đồng tưởng chừng như sẽ thành công không tưởng. Thế nhưng mức lợi nhuận nhỏ giọt khiến chủ đầu tư bắt đầu nhận ra sai lầm của bản thân. Bạn biết sai lầm ở đâu không? Có hai sai lầm mắc phải ở đây, đó là: thứ nhất, một khu vui chơi ở các tầng cao chỉ thích hợp với các trung tâm thương mại hoặc chung cư. Thứ hai, khu vui chơi có thể dễ dàng thu hút thì nó phải được dễ dàng nhìn thấy một cách tổng thể từ bên ngoài. Đó là lý do hầu hết các khu vui chơi đều được lắp cửa kính. Nếu mặt bằng của bạn vẫn chưa được xây dựng thì hãy chắc chắn rằng bạn đừng đầu tư quá nhiều vốn vào việc xây dựng mặt bằng. Bởi vì hầu hết các nhà cung cấp thi công, lắp đặt khu vui chơi hiện nay họ đều đảm bảo được việc trang trí tường, sàn, trần nhà một cách chuyên nghiệp với giá cả hợp lý. 2. Chi phí đầu tư kinh doanh khu vui chơi. Cần đầu tư bao nhiêu cho khu vui chơi? Đây có lẽ là thắc mắc lớn nhất của nhà đầu tư. Để xác định được mức chi phí đầu tư, đầu tiên cần xác định mức sống và mật độ dân cư của khu vực bạn định đầu tư. Chúng ta có thể tìm hiểu bằng cách thăm dò ý kiến từ mọi người, từ các mô hình dịch vụ kinh doanh khác trong khu vực. Nếu khảo sát sơ qua các đơn vị thiết kế khu vui chơi hiện đại và an toàn thì bạn dễ dàng nhìn thấy mức đầu tư chuẩn sẽ rơi vào khoảng 300 triệu trở lên. Vậy dưới mức này bạn có thể tạo nên một sân chơi hoàn hảo không? Hoàn toàn có thể nhé, nếu mặt bằng có sẵn thì không cần phải quá hoành tráng hay to lớn. Chải cần sạch sẽ thoáng mát, cách bày trí các loại trò chơi nhỏ lẻ nhưng hợp lý, bắt mắt cũng đủ mang đến sự thu hút rồi và kinh doanh hiệu quả rồi. Kinh doanh khu vui chơi chơi trẻ em sẽ lấy lại vốn nhanh nhất ở thời điểm bắt đầu khai trương, thế nên không cần phải tập trung tất cả nguồn vốn một lần đầu tư. Sau khi xác định được nhu cầu của dân cư ở đó, bạn có thể dễ dàng mở rộng, nâng cấp các loại hình vui chơi sau khi đã kinh doanh một thời gian. Nhưng nếu bạn đang có nhu cầu muốn đầu tư khu vui chơi lớn thì nên suy tính đến việc kết hợp nhiều mô hình. Nếu đó là các loại hình kinh doanh có sẵn mà bạn đang có thì càng tốt. Chúng ta sẽ nói rõ hơn về vấn đề này ở phần sau. Ngoài ra, với chi phí đầu tư lớn, bạn hãy chắc chắn rằng bạn đã tìm hiểu trong một thời gian dài và có chiến lược cụ thể, tránh đầu tư theo kiểu phong trào. Nếu bạn đang nóng lòng đầu tư vào loại hình này một cách nhanh chóng thì lưu ý bạn phải là người đi đầu trong mô hình này tại khu vực của bạn. 3. Lựa chọn nhà cung cấp. Đầu tiên, khi muốn phát triển loại hình kinh doanh khu vui chơi, đầu tiên bạn phải tìm đến nhà tư vấn, cung cấp loại hình khu vui chơi trọn gói để mang về sản phẩm chất lượng và uy tín. Nhưng để lựa chọn được nhà đầu tư ưng ý, chắc chắn điều đầu tiên bạn chọn có lẽ là giá cả. Tiếp theo đó là sự tin cậy và thái độ của nhà cung cấp. Đầu tiên, trong thị trường cung cấp thiết bị khu vui chơi nhiều cạnh tranh như hiện nay thì việc tìm cho mình một nhà cung cấp có giá dịch vụ tốt rất dễ dàng. Tuy nhiên, giá thành quá thấp sẽ đi đến những hệ lụy mà tôi chắc chắn bạn sẽ phải phát rồ lên vì nó. Thứ nhất là dịch vụ bảo hành bảo dưỡng kém. Thứ hai là chất lượng sản phẩm kém, không những ảnh hưởng đến uy tín của khu vui chơi mà quan trọng nhất còn ảnh hưởng đến cả sự an toàn của các bé. Vậy làm sao để tìm được một nhà đầu tư có giá cả và chất lượng sản phẩm phù hợp? Chúng ta đi đến bước thứ hai, đó là sự tin cậy. Vậy làm sao tôi có thể tìm thấy sự tin cậy khi mà chủ đầu tư và nhà cung cấp ở khá xa nhau? Vâng, bạn không cần phải đến trực tiếp kho của họ, hay đến tận công ty để xem quy mô hay độ chuyên nghiệp qua vẻ bên ngoài của họ. Nhất để các bạn có thể thấy được rõ ràng chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng công trình.
Tiếp đến là thái độ phục vụ. Tôi nghĩ là bạn sẽ băn khoăn về điều này vì hầu như tất cả các nhà cung cấp đều có đội ngũ nhân viên tư vấn vẫn nhiệt tình và ngọt ngào. Tôi sẽ nói hơi sâu vào vấn đề này vì nó liên quan cả ba yếu tố giá cả, niềm tin, thái độ. Thứ nhất, việc chào hỏi lịch sự và giao tiếp tốt tôi nghĩ là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng hãy chú ý đến thái độ của họ khi họ cảm thấy bạn không còn là khách hàng tiềm năng hay trong lúc bận rộn. Tiếp đến là hành động, nhà cung cấp của bạn có đúng hạn hay không? Tôi muốn nói đến việc sắp xếp tư vấn hay khảo sát trực tiếp, bàn giao kết quả có đúng hẹn hay không? Ngoài ra, nhà cung cấp của bạn có tương tác với các đơn vị khác không? Ví dụ như sẵn sàng giới thiệu một đơn vị khác cho bạn khi mặt hàng đó họ không cung cấp. Có bắt buộc mua hết hàng hay bắt buộc họ là đơn vị cung cấp duy nhất? Bởi vì mỗi nhà cung cấp đều có một thế mạnh cạnh tranh riêng. Cuối cùng, bạn hãy xem qua hợp đồng mẫu của nhà cung cấp để xem lợi ích có hài hòa cho cả hai bên hay không. Hợp đồng hoàn toàn có thể được đàm phán và chỉnh sửa sao cho lợi ích nghiêng về phía khách hàng. 4. Tăng hiệu quả nhờ kết hợp các dịch vụ. Thông thường khu vui chơi sẽ kết hợp với quán cà phê cho các phụ huynh thư giãn và chờ đợi các bé. Nhưng bạn thấy đấy, nó quá quen thuộc, chẳng có gì mới lạ. Tại sao không kết hợp một mô hình mà cả phụ huynh lẫn bé cũng có thể chơi, như các loại máy game thường siêu thị chẳng hạn? Cung cấp rất nhiều loại máy game vô cùng cuốn hút dành cho đủ mọi loại lứa tuổi. Ngoài ra còn có thể mở các khu game 3D, 6D, 9D, phòng gym, yoga. Nên nhớ đối tượng khách hàng thường là các bà mẹ, nên hãy tập trung vào những loại hình có liên quan. Các trò chơi có trúng thưởng hàng tuần cũng vô cùng thú vị. Sau một lượt vui chơi thì các bé lại trúng được một vé vui chơi vào hôm sau đó. Có rất nhiều cách để khiến cho khách hàng quay trở lại với các trò chơi trúng thưởng này. Hoặc có thể thêm nó vào các chương trình khuyến mãi, combo, mua vé theo tuần, theo tháng để được ưu đãi về giá chẳng hạn. 5. Quản lý và giám sát. Có rất nhiều khu vui chơi tầm trung nhưng lại thuê 4 đến 5 nhân viên để trông coi. Điều này thực sự không cần thiết và làm phát sinh chi phí cố định. Tâm lý các bậc cha mẹ khi cho con vào khu vui chơi trẻ em đông đúc thường cảm thấy không an toàn, nên các bậc phụ huynh sẽ theo sát vào quản lý bé. Dù bạn có kết hợp các loại hình khác như khu cà phê, thư giãn cho phụ huynh đi chăng nữa thì họ cũng sẽ luôn hướng tầm mắt về các bé yêu của mình. Vì vậy, việc giảm bớt nhân viên và thay vào đó bằng camera giám sát sẽ hợp lý hơn, vừa có thể giám sát tổng quan tình trạng kinh doanh, hoạt động của bé mà vừa tiết kiệm được chi phí cố định cho việc thuê thêm nhân viên. Tôi biết có nhiều khu vui chơi rất chú trọng việc vệ sinh, tôi đánh giá cao vấn đề này, tuy nhiên việc lau dọn quá thường xuyên cho một khu vui chơi là không quá cần thiết. Các khu vui chơi trẻ em sẽ tiếp nhận lượng khách lớn vào những ngày cuối tuần, lễ, Tết. Vì vậy, hãy tập trung việc dọn vệ sinh vào những ngày giữa tuần, có thể dành cả ngày để dọn dẹp vệ sinh và cho nhân viên nghỉ sau khi đóng cửa. 6. Chiến dịch quảng cáo. Theo kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này, ra việc quảng cáo một cách rầm rộ ngày khai trương vô cùng hiệu quả. Có thể cho nhạc đèn rực rỡ, kèm theo sự kiện hoạt náo. Có thể đó là các nhân viên trong khu vui chơi sẽ nhảy những giai điệu mà bé yêu thích, các bài hát thiếu nhi nên các điệu múa cũng đơn giản. Kế đến là chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội. Hiện tại Hồng Loan Game Center đang có con gói chạy quảng cáo Facebook ưu đãi khi bạn hợp tác với chúng tôi để tạo nên một sân chơi hoàn hảo. Facebook dễ dàng khoanh vùng dân cư gần đó và chỉ quảng bá đến những người có nhu cầu tìm khu vui chơi cho bé. Được phân phối chính thức độc quyền tại Việt Nam, Hồng Loan Game Center chuyên kinh doanh máy trò chơi bắn cá trên quốc tế. Chúng tôi bán tất cả các loại trò chơi câu cá và phụ kiện trò chơi câu cá. Không chỉ có bộ trò chơi mà còn có tủ, máy hoàn chỉnh, cần điều khiển và các bộ phận khác. Website 1. HTTP GameBanka Việt Nam 2. HTTP HLGAME Việt Nam 3. HTTP Khu vui chơi trẻ em Việt Nam Facebook https://www.facebook.com/banka123 Địa chỉ 22 đường số 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Theo Zalo tpkd08.888.0532 Hồng Loan. Là anh gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không.
ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có chưa? Ngày việc gì phải ôm buồn đau riêng mình ta, riêng mình ta. Một cười nở muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao. Trời cao núi xanh mây ngàn xa. Way.